Bộ phim đêm tối rộng sẽ được quay lại đây, quay được nha. Hello Nam Trà, Nam Trà. Em đang đợi chỗ, anh thấy chị Cát Thi không? Cát Thi chưa thấy. Em đang rất chờ chị Cát Thi để đi đôi vé cho em. À. Chứ bây giờ là hiện giờ là em đang là người giống như là không có căn cước công dân vậy đó mọi người, vô chui đó. Thì đó hả? Cát Thi cái tạo hình bên đây lạ quá vậy. Đúng không ạ? Thật sự lâu lắm rồi thì em mới đổi cái máy ngố và để cho tóc dài đen như thế này mọi người. Để muốn tạo một cái sự lạ lẫm đó mọi người. Hồi nãy em đón em bắt ráp gì lại bắt luôn cao quá lâu không có, em phải chạy xe máy luôn. Em mặc cái đầm rất là đẹp, em phải đổi nó bảo hiểm. Rồi em hả mang cái một chiếc đôi dép đàn ông, rồi em chạy xe máy giữa đường lạng lách mạch, em nói thiệt hả, mưa gì nè. Em phải vượt nắng vượt gió vượt những cơn mưa rào để em tới đây để em dự coi phim đêm tối rực rỡ mà em nghe nói là phim rất hay. Sẽ nhiều bất ngờ, phải nói là một cú đột phá trong điện ảnh Việt nha mọi người. Vậy đó hả? Hãy chờ đợi nha mọi người. Đêm tối rực rỡ, có má Phương Dung của em nữa. Nên là ủng hộ tất cả dàn những gì ekip cũng giống như là má Phương Dung của em nha, cả nhà yêu. Cảm ơn cả nhà. Nhưng mà mặc cái váy như vậy chạy xe khó không? Cũng hơi khó chị. Bình thường mặc đồ đàn ông á, hai chân mình dạng rồi, còn cái này em phải túm nha, khó lắm chị. Em còn để một đống đồ diễn dưới nữa. Dạ. Nhưng mà nãy là em nói em mang dép đàn ông. Em mang một cái đôi dép tăng đan đàn ông. Em chạy chứ mang cái này không có chạy được. Mọi người có nhìn em không? Xã hội hả? Xã hội chắc người ta cũng nhìn em nhiều. Người đời người ta nhìn em nhiều. Nhưng mà dạng như em quen rồi. Em vượt qua những cái định kiến xã hội rồi chị. Bây giờ em sống ok lắm, có bản lĩnh lắm. Dạ. Anh tưởng em đang... anh tưởng em đang hóa thân thành Phương Thanh chứ thấy quen quá. Ủa chị thấy giống chị Phương Thanh đúng không? Ờ, y chang. Trong vắng chiều đấy dâng trong lòng em, tình em còn đây, còn trong nồng dậy, và anh ngồi đây chờ ai đợi ai. Thật sự thì nữ ca sĩ Phương Thanh cũng là một trong những thần tượng của em từ lúc nhỏ, nhưng mà em hơi thiếu cái bụng rùi nha mọi người. Em phải chấm cái bụng rùi nữa mới giống chị Phương Thanh. Có một mụn đây em. Ủa, chị thấy được cái một mụn không hả? À hình như Nam Trà, Nam Trà đang thi cái gì đúng không? Không có che kỹ cho em cái một mụn rồi. Về chứ phải hiện cách em mới được. Em đang thi cái gì đó, em giới thiệu mọi người ủng hộ em ơi, đi. Cả nhà ơi, nhớ ủng hộ em nha mọi người. Ngày 16, 17 đây là em sẽ xuống Cần Thơ để ghi hình cuộc thi The Miss and Mr. LGBT. Là một chương trình truyền hình thực tế dành cho tất cả các bạn trong cộng đồng LGBT. Hy vọng cái cuộc thi này sẽ cho tất cả khán giả thấy được rằng một cái nhìn rất là mới về LGBT. Không phải là lúc nào các bạn cũng sẽ diễn đồ đẹp và chặt chém nhau, mà đây là một cái chương trình thực sự là thể hiện những cái kỹ năng, rất là nhiều kỹ năng sống, giống như là về makeup, về trang này nọ đồ, giống như là một cái sắc đẹp, nhưng mà nó ở đó nó sẽ mang một cái gì đó em nghĩ nó sẽ dễ thương hơn, nhẹ nhàng hơn và cũng thể hiện được cái trình độ của mình. Cái style này á, mỗi lần chị thấy là em xuất hiện mỗi cái sự kiện là một cái bộ trang phục khác, và cái đó là em tự suy nghĩ ra hay là có ai? Thật sự thì mấy cái phục trang này em có một người bạn là thiết kế là Lady K. Lady K thì cũng có tài trợ cho em. Rồi cũng có một vài đồ thì em tự khói, em tự tìm kiếm. Rồi có một anh makeup ruột là anh Lâm Nguyễn đó mọi người. Đó là mỗi một lần mà em đưa cái đầm thì anh sẽ em ơi em nên làm kiểu tóc này, anh sẽ trang điểm cho em như thế này. Rất là hiểu ý nhau nên là cũng cảm thấy rất là thuận lợi cho cái vấn đề mà mỗi lần xuất hiện là mỗi lần một cái gì đó nó khác. Và đặc biệt ảnh rất là chịu khùng với em, ảnh rất là chịu, phải nói là làm khùng làm điên với em, nên là em thấy rất là vui khi mà có một cái ekip như vậy đó mọi người ơi. Cảm ơn Nam Trà. Thì mỗi người rất là thêm đó chị bây giờ nói là chào lắm đó. Thì xin mời công nữ Su Huy. Xin mời Quý Quý Quy. Xin mời em hết rồi, thấy người gắn lên trên nóng luôn nè đó. Xin mời chào các thưa mọi người. Cái này biết làm gì không? Cái này là cái gì không? Dạng là gì? Biết được dạng gì không? Xin mời các thưa mọi người.
nói vậy mới nói cho em đi. Nè, nghe nè, giàu dữ lắm nhưng mà hồi nãy mặc cái quần gấp nha. Hồi nãy em chạy chiều xui lắm, em mặc cái gấp nè. Em từ nhà em chạy qua đây, ngồi mò mò nha. Rất là ngưỡng mộ, đối với em thật sự. Cuối cùng á em mới cùng đổ bà ở đâu ngay chỗ chạy với bà chạy với nhau nói với bà đó mà bắt đầu cùng xuống cái chỗ này là bà ba là bà đó đó bà mai hỏi là bao nhiêu tiền nó hỏi chuyện lấy đâu chưa đủ. Trời ơi, chưa đủ 15 giờ. Ok, đủ rồi. Thank you. Với tất cả các anh chị em nghệ sĩ, các anh chị phóng viên báo đài, xin được chào đến tất cả mọi người đã dành thời gian của mình trong buổi tối ngày hôm nay. Hãy mong rằng tối nay các anh chị sẽ có một đêm tối vui vẻ, 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 7:45, nghĩa là các anh chị chị giáo viên. Dạ, chia sẻ với mọi người. Thì mỗi người có thể